Ngày 9 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn. Công an bắt giữ Trần Tiến Thành hay gọi là Tính, Trần Tiến Đạt, em ruột Thành và 10 người khác. Khám xét, công an thu hơn 450 giấy tờ các loại như chứng minh nhân dân, bằng cấp, giấy phép lái xe, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ. Thành khai lên mạng đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc này có lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả để bán. Tháng 12 năm 2022, anh em Thành thuê căn hộ chung cư ở thành phố Thủ Đức và căn nhà ở quận Bình Thạnh để làm giấy tờ giả. Thành đăng tin nhận làm bằng cấp trên mạng xã hội hoặc thông qua người môi giới. Bình quân mỗi tháng Thành làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi 720 đến 900 triệu đồng. Đạt khai khi anh trai bị triệu tập đã liên lạc Lê Thị Duyên để nhờ giúp. Đạt đưa cho Duyên số tiền 1 tỷ đồng và Duyên sử dụng số tiền đó để tiêu xài trả nợ. Đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Thành và 11 bị can khác về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng Duyên bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9 tháng 6, Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đã mời các đối tượng liên quan đến clip đánh nhau tại quán ăn lên làm việc. Theo đó, người đàn ông 38 tuổi ngụ khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau, làm nghề lái xe và người phụ nữ 43 tuổi ngụ khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau. Từ năm 2021, hai người này chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 6, người phụ nữ dùng xe máy chở người đàn ông đến quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau để ăn tối. Do có ghen tuông từ trước, trong lúc ăn thì giữa hai người cự cãi rồi đánh nhau, sau đó được mọi người can ngăn. Qua làm việc với cơ quan công an, người đàn ông đã thừa nhận hành vi của mình. Ngày 9 tháng 6, thông tin từ Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đang làm việc với L, quê thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để làm rõ hành vi dùng xăng đốt nhà người yêu cũ. Theo điều tra, anh B, 26 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, trước đây có quan hệ tình cảm đồng giới với L. Do mâu thuẫn nên sau đó chia tay. Ngày 7 tháng 6, L cầm dao đến nhà trọ của B ở thành phố Cà Mau đe dọa, nên B về nhà tại xã Tạ An Khương lánh mặt. Khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 6, L dùng xăng đến đốt nhà người yêu. Hoảng hốt, B gọi mẹ cùng chạy ra khỏi nhà, còn L cầm dao rượt theo B đòi chém. Do nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu cứu, nên L bỏ đi. Ngày 9 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng Hoàng Linh Dông, quốc tịch Trung Quốc, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17 tháng 5, Hoàng Linh Dông vào thành phố Hồ Chí Minh mua xe máy để hành nghề trộm cắp từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc. Theo đó, khoảng 11 giờ 15 ngày 7 tháng 6, Hoàng Linh Dông đến cửa hàng trang sức Hạnh Hòa, trung tâm thương mại Vincom Huế, thành phố Huế, giả vờ hỏi mua trang sức. Lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng nhanh tay lấy trộm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng Ý có giá hơn 31,4 triệu đồng. Sau đó lấy lý do đi đổi tiền đô la Mỹ rồi nhanh chóng lấy xe máy chạy ra Quảng Trị. Đến 22 giờ ngày 7 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tại một nhà nghỉ ở phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đường dây cờ bạc này do Đào Văn Thủy, 37 tuổi, cầm đầu, cấu kết với Nguyễn Văn Sơn, 27 tuổi, cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 22 chiếc điện thoại di động, gần 2 tỷ đồng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 thẻ ngân hàng và hơn 4.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và mua bán số đề. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền hơn 3 tỷ đồng một ngày. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 4 năm 2021 đến nay lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Sau một ngày xét xử chiều ngày 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Ninh Thị Vân Anh, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang, 11 năm tù giam về hai tội danh, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, ngày 24 tháng 1 năm 2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện thoại đến một công ty để thuê xe ô tô tự lái với thời hạn là 3 tháng,
từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 24 tháng 4 và yêu cầu công ty giao xe tại địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cùng ngày, công ty này đã giao xe cho Vân Anh theo hợp đồng. Sau đó, Vân Anh trả tiền thuê xe 3 tháng với chi phí đem xe ra giao, tổng cộng là 50 triệu đồng cho đại diện phía công ty. Đến ngày 24 tháng 4, khi hết hợp đồng thuê xe, thì phía công ty nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu trả lại xe, nhưng người này không trả và cố tình trốn tránh. Đến đầu tháng 6 năm 2022, Vân Anh điều khiển xe ô tô thuê chạy ra tỉnh Ninh Bình. Thời gian sinh sống tại đây, Vân Anh còn thỏa thuận mua 2 sim điện thoại với giá 500 triệu đồng. Do không có tiền trả nên Vân Anh đã bán xe ô tô mà mình thuê cho một người đàn ông ở tỉnh Ninh Bình với giá 500 triệu đồng. Người này đã chuyển 160 triệu đồng tiền đặt cọc cho Vân Anh và nhận xe. Sau khi bán xe ô tô, Vân Anh về thành phố Hồ Chí Minh thuê người làm giả giấy đăng ký xe với giá 5 triệu đồng, rồi mang ra tỉnh Ninh Bình giao cho người mua. Tin tưởng, người đàn ông đã nhiều lần chuyển thêm tiền cho Ninh Thị Vân Anh, tổng số tiền đã chuyển là 390 triệu đồng. Chiều ngày 9 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã có báo cáo về nội dung liên quan vụ việc. Giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm có hành động không đúng mực với học sinh nữ, gây bức xúc trong dư luận. Sáng cùng ngày, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đình chỉ hoạt động giảng dạy của giáo viên này ở tất cả các lớp mà giáo viên phụ trách. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiếp xúc gặp gỡ phụ huynh học sinh để nắm thêm thông tin và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh học sinh. Sau buổi làm việc, phụ huynh đã đồng thuận với cách xử lý vụ việc của nhà trường. Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Khi có kết quả vụ việc sẽ tổ chức xử lý theo quy định.